chào anh em nhé. Hôm nay Hoàng Dung gửi lời chào đến tất cả anh chị em ngày mà chủ nhật luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tràn ngập yêu thương nhé. Mùa thu Hà Nội rất chi là tuyệt vời anh em ạ. Đó, Dung sẽ giới thiệu với anh em một chiếc Jupiter. Xe này là nó chạy có 3.000 cây đây anh em ạ. Đây, chờ chị, nó đang bị có số. Chạy có 3.000 cây đấy nha anh em nhé, biển Hà Nội, Jupiter. Vâng, chào chào chú ạ. Jupiter đời 2022 nha anh em nhé, chạy có 3.000 cây. Con này nó là màu sần xám nhé mọi người nhé. Đấy, vành đúc màu sần xám chạy có 3.000 cây thì bảo vì sao nó mới mọi người ạ. Dòng này giờ đăng ký con này là gần 40 triệu đây anh em. Đó, anh em quay, lại chị một vòng bên này đi. Jupiter nha anh em nhé, đời 2022, Jupiter FI, nút dầu. Ôi, mới có hơn 3.000 cây thì em nói thật là không cần giới thiệu nhiều về chiếc xe này đâu anh em ạ. Biển số này là Từ Liêm nhá, 29L5 53239. Con này mà một chính chủ vừa mua. Nói thật con này cực kỳ xuất sắc luôn. Anh em mua đã là 24 triệu rồi anh em ạ. Đây em quay chị một vòng chiếc xe này. Quá xuất sắc. Thực ra những cái dòng xe này thì không có gì phải lăn tăn về nó vì là nó là đăng ký 2022 nhá anh em nhá. Đăng ký chiếc xe này là 2022 mà chạy có 3.000 cây thôi. Mua là 24 triệu rồi anh em ạ. Mới cực kỳ luôn, là loại này mà anh em đang muốn thích đi những dòng Yamaha mà đi những cái dòng này thì cực phê. Mới lắm, 3.000 mấy cây thì bảo sao nó mới. Nói thật, anh em nó đừng mua đăng ký nó lỗ nhiều rồi. Mua 24 triệu thôi anh em nhá, cộng 2 triệu rưỡi nhá. Đấy, anh em cộng 2 triệu rưỡi chiếc xe này nhá. Anh em nào muốn chốt xe này đi book trực tiếp bên mình. Jupiter FI đấy 2022 chạy hơn 3.000. Mà bên mình đang bán ra với giá là 26 triệu 500. Mua 24 rồi cộng 2 triệu rưỡi. Đây, tiếp theo một chiếc GSX đấy 2018. Em quay chị xin vòng nhá. E đúng đa này, 29E244656. Em quay chị một vòng đi. Màu đen nhá, tem to rồi, tem to nhá anh em nhá. Con này mua 15 triệu rồi anh em ơi. Đây 2018 GSX 2018. Em quay vẫn quay chị một vòng để chị nổ. Chìa khóa đâu em? Chìa khóa đâu? Chìa khóa con này đâu? Con này máy nguyên nhá anh em nhá, đồ rất chi là đẹp đấy, 2018 đồ rất chi là đẹp, chạy hơn 8.000 cây là chuẩn đấy. Đấy. GSX FI đời 2018 anh em nhìn này. Mới cực kỳ luôn. Đấy, quay cho chị một vòng ốc ác này. 8.000 cây nha anh em nhá. Con này lốp vẫn còn quá nét luôn. Lốp này. Đây, hiện tại là bị xước một xíu này anh em, quay cho chị cái vết xước này. Xe cũ không tránh khỏi nha anh em, không biết là có chó con mèo gì hay là cái gì nó cào xước này anh em. Đúng mà mua 15 triệu rồi. Chạy có 8.000 cây nha anh em nhá. GSX FI mà đấy 2018 mà chạy có 8.000 cây thôi, máy chất, cam kết là máy chất, xe là rất là chất lượng. Anh em đang cầm chìa khóa trong nhà. Dung mua 15 triệu rồi, Dung cộng 1,5 triệu thôi anh em nhé. Đấy, Dung cộng 1,5 triệu chiếc xe này thôi. Anh em nào muốn mua thì inbox trực tiếp. Đấy 2018 cơ, FI cơ. Đời tem xanh này này, đời tem to, tem xanh này này. Đấy, máy ok nhá anh em nhìn này, quay đầu mày. Đó. Giờ đích này anh em nào chốt thì inbox trực tiếp nhá. Dòng xe số giờ nó đang còn ít những cái dòng xe số này anh em đang muốn mua rất nhiều đây. Con này biển số nhá 229E244656, biển ok đúng không anh em? 16.500.000 nha anh em nhá, lại một chiếc Ducati. Ducati con này đấy 2018 nha anh em nhá. Em quay chị xin một vòng này, xem nó còn số không này chị đề phát nhỉ. Ducati nha anh em nhá, cái này là dành cho những anh em dân thể thao và những chị gái mà có cái tính năng động một xíu là đi những dòng này là rất là ok. Ducati con này là đời 2018, quay cho chị một vòng đi. Hiện tại là công tơ ở đây là hơn 7.000 anh em nhé. Đấy, cái này dành cho anh em dân chơi chơi nhé mọi người nhá. Con này thì là xuất xứ sinh ở tại biển 36 nha anh em nhé. Biển 36H707500. Con này là mua giá rất hợp lý. Mua 9.500.000 rồi. Mua 9.500.000 dành cho anh em nào mà dân theo kiểu là thể thao một tí và những chị gái mà kiểu là hơi có cái tính gọi là nam tính một xíu như Dung là ok, đi những dòng thể thao là rất là ok.
Ủa, 9.500.000 rồi nha anh em nhá, cộng 2 triệu cho Dung. Đấy, anh em nào muốn chốt chiếc Ducati đấy 2018 này, inbox trực tiếp cho bên xe anh Kiên nhá. Đấy. Riêng xe với Dung vừa mới về, là Dung like là Dung báo giá chưa dọn nha anh em nhá. Anh em thông cảm là lúc là Dung like sau ấy, có những con Dung dọn lên Dung like sau nó cao hơn. Anh em cứ bảo là Dung bán đắt. Nhưng mà tí nữa Dung có chỉ ra cho anh em những cái con xe mà ví dụ như mình vừa mua xong ấy thì nó là như thế nào, và những con xe nó mới nó như thế nào. Tiếp theo một chiếc Wayne Fa đời 2021 nha anh em nhá, chạy có 3.000 cây, quay chị một vòng. Con này thì là biển Hòa Bình. Đấy. Mới lắm anh em ạ. Cái con 3.000 cây ra những dòng này bên xe máy Hoàng Kiên mua được nhiều lắm. 1.000, 2.000 mấy trăm cây bên Hoàng Kiên mua được rất rất nhiều. Anh em mua về không thích sử dụng nữa, hoặc là nhiều xe, hoặc là muốn thay đổi phong cách, thay đổi những dòng xe khác, hoặc là cần tiền cũng đại khái là có nhiều những cái lý do để mà anh em muốn thay đổi xe. Mọi người cứ bảo là tại sao có mấy nghìn cây đã bán rồi, rất là nhiều lý do để bán lắm anh em ạ. Đấy, một chiếc Wayne Fa đời 2021 nha anh em nhá, quay chị lại một vòng bên kia đi. Không lỗi nha anh em nhá, để xem có lỗi không. Ok, quay lại gần cho chị cái. Không lỗi, những chiếc xe này nói thật với anh em là hầu như là không lỗi gì đâu. Vario đấy. Ơi. Vario à? Không Vario khách. Đấy. Biển con này là biển Hòa Bình nha anh em nhá, quay chị biển. À, biển 28H160452. Đấy. Không xước sát đây. Không xước sát thì đâu anh em ạ. Đấy. 2021 nhá. Đây em quay lên trên chỉ cái mặt yên này. Đấy. Bình xăm, bình xiếc các thứ. Đây, một xíu đây anh em ạ. Đây một xíu đây. Thực ra những cái dòng này nói thật với anh em là nó xước một xíu không đáng kể, không tính là để trừ được anh em ạ. Con này vừa mua 15 triệu nha anh em nhá, cộng 1.500.000. Wayne Fa đời 2021 chạy hơn 3.000 cây. 3.400 cây bên mình đang bán ra với giá là 16.500. Mua 15 rồi cộng Dung có 1.5 triệu thôi. Đấy, anh em nào muốn inbox trực tiếp ra xe bên này này, anh em inbox trực tiếp nhá. Đây vừa về một anh ạ. Chào các anh. Vừa về nha anh em nhé, vừa về chiếc GX của anh em đang đổi con GX AT. Đấy, vừa về xong. Đây, em quay cho chị một vòng. GSX đời 2013, vành đúc đầu to, màu xanh trắng nha anh em nhé. Xanh trắng đen, vành đúc đầu to đấy anh em ạ. Đấy, quay gần cho chị. Đây là những chiếc xe vừa về tại cửa hàng thì là Dung chưa rửa giấy này, chưa dọn dẹp gì này. Đấy, con này biển số 29X715143. Quay cho chị một vòng đi, xe vẫn đang nổ anh em nhá. Máy nguyên. Đấy, ra máy bắt đầu ok đấy, 2013 đến giờ ra máy ok đấy. Đấy, hôm vừa rồi là chắc là giá ni lông đấy, mong. Đấy, quay đầu bò cho chị. Ok nha anh em nhá, giấy đây đời 2013, con này vừa mua 10 triệu đổi xe anh em ơi. Vừa mua 10 triệu nha anh em nhé. Con này thì anh em chạy đi ăn đi làm rất là ok. Nó bền, cái dòng Honda nó bền và vành đúc, trông nó khỏe khoắn, đúng không? Con này mua 12 triệu, Dung cộng 2 triệu cho anh em nhé. Đấy, anh em nào mà muốn mua chiếc xe như này, inbox trực tiếp cho bên mình. Có 12 triệu thôi, GSX vành đúc đời 2013. Em nói thật, máy chất kỳ luôn. Anh em nào đang muốn mua những chiếc xe này về đi ăn đi làm ấy, inbox trực tiếp luôn nhá. Không lại mất lại bảo em Dung là cứ điện thoại là tại sao chúng mày cứ nhanh thế mới lại bán nhanh thế. Nhưng mà vấn đề là giá nó hợp tình hợp lý. Em trên like là em bán giá cực kỳ hợp lý cho anh chị em nhá. 12 triệu với chiếc GSX đời 2013 này. Anh chị em nào đang muốn sở hữu inbox trực tiếp cho bên mình. Ok, là một chiếc xe Wayne 110 110. Wayne 110 đời 2011, tem to này là 2011 rồi. Em quay gần cho chị một vòng đi. Xe này vừa mới về nha anh em nhá, đi ăn đi làm này. Giờ rẻ tiền thôi. Đấy, có xước sát nha anh em nhá. Dung quay ấy, là Dung quay là những chiếc xe nào xước sát là Dung nói luôn là xước sát. Còn con nào xước sát ít không đáng kể thì mình không cần phải nói thật anh em, xe cũ không đừng soi kỹ quá. Đây này. Những cái kia này, này những cái cô vết này là đều nó vẫn xước sát nhá, vì là mình vừa mua về đây. Quay cho chị một vòng. Quay đi. 2011 nha anh em nhá. Giờ YS 110 đấy, 2011 tem to. Con này mua thì cũng máy, con này máy nguyên đấy. Mua cũng hợp lý thôi. À, biển 29D2309 24. Con này mua có 7.3 triệu thôi anh em ạ. Máy nguyên nha anh em nhá. Nghe biết máy nguyên, côn nguyên, máy nguyên, sơn nguyên luôn.
hay Sơn Nguyên thì bây giờ anh em về Sơn Nguyên rồi giờ nó xích sát thì về mình cần phải xử lý một xíu. Mua 7.300.000 rồi anh em nhé, cộng cho mình 1.600.000 đấy. Anh em nào mà muốn mua chiếc xe này inbox trực tiếp cho bên mình nhá, mua 7.300.000 cộng có 1.600.000 thôi. Đây về thay thêm cái này tí này. Đây cộng, thực ra em nói thật anh nhân viên các thứ đông lắm, anh phải để cho bọn em kiếm tí. Đây nha anh em nhá, xước sát một xíu đây này, về thay cái tay phanh này, sơn một xíu này, đấy, sơn một xíu nha anh em nhá. Ok. Còn là máy nguyên, sơn nguyên. Về sơn nguyên là sơn phải làm đấy ạ. Máy nguyên, côn nguyên. Mua 7.300.000 cộng 1.600.000 nha anh em nhé. Đấy anh em nào muốn mua chiếc xe này inbox trực tiếp bên mình. Ok, lại một chiếc xe Dream Thái anh em ơi. Em quay gần cho chị một chiếc Dream Thái xem đầu máy bao nhiêu. Dream Thái con này biển 90 nha anh em nhá. Con này đầu máy 02. Con này đời 95 nha anh em nhé. Đời 94, 95 thôi. Đời 94, 95 mua gấp hợp lý. Mua hợp lý không? Mua con này mua hợp lý không? Mua 15 triệu máy ok cực kỳ đấy. Đây, quay cho chị một vòng đi. Quay chị một vòng chiếc xe này. Máy vẫn đang nổ. Dream Thái nha anh em nhé. Dream Thái con này biển 90. Được đấy, con này thấy nghe máy hợp lý. Máy ok. Ra máy này. Anh em nhìn ra máy nhá. Đó, hộp xích này. Con này cũng có qua xử lý một chút xíu rồi. Con này Dung mua 15 triệu rồi anh em nhá. Chào bác. Dung mua 15 triệu rồi. Con này cộng 2.500.000 cho Dung nhá. Máy ok cực kỳ. Quay một vòng đi, quay kỹ cho chị đi. Quay kỹ cho anh em, tại vì là mình bán là anh bán cho cả anh em ở xa. Đấy, hiện tại là đồ đàn nhá. Anh em quay kỹ cho anh em luôn nhá. Ok, bô 2543 là ok rồi này. Ra máy ok này, quay đầu bò đi em. Mua 15 triệu rồi anh em ơi. Mua 15 triệu rồi, Dung cộng 2.500.000 chiếc xe Dream Thái này anh em nhá, biển 90. Đó, biển 90 F2 2953. Anh chị em nào đang muốn mua những chiếc xe Dream vừa đi ăn đi làm nhẹ nhàng, muốn kiểu muốn mua về giật cũng được. Inbox trực tiếp cho anh em xe này nhá, xe này máy cực kỳ là ok. Máy vẫn đang đấy, máy vẫn đang nổ đấy. Mua 15 rồi, Dung cộng 2.500.000 nha anh em nhá. 17.500.000 với chiếc xe này. Đây, lại một chiếc xe Hazate Suzuki. Hazate Suzuki FI anh em ạ. Con này thì nói thật là giá rất là hợp lý. Rất là hợp lý. Form này, em nhìn form này. Dòng này là của Suzuki anh em nhé. Đấy, em quay một vòng cho chị cái. Con này là đời 2013, xe vẫn đang nổ đây anh em ạ. Đó, đồ đàn. Thực ra những cái dòng này nó rất bền, của Suzuki nó rất là bền. Đây, biển số 29G127198 anh em nhé. Nó rất bền, những cái dòng này nói thật anh em là nó cực kỳ là bền luôn. Mà nó bị trượt giá là do Suzuki nó không có xu hướng như là Honda. Thế con này là mua cái giá cũng rất là hợp lý, hợp tình hợp lý, mua có 6 triệu thôi. Mà là Suzuki Hazate đời 2013. Mà Dung cộng 2 triệu nha. Đấy, Dung cộng 2 triệu chiếc xe này. Thực ra là anh em cứ bảo là cộng nhiều, nhưng bỏ chất xám ra, bỏ công sức ra, bỏ tất cả anh em bao nhiêu nhân viên ra để mua được những chiếc xe đẹp như này, để bán cho anh em một thứ. Thật ra là cộng 2 triệu nó cũng xứng đáng thôi anh em ạ. Anh em đấy, em quay gần vào chị chiếc Hazate này nhá. Chip này, đây. Đầy đủ nha anh em nhá, đèn còi xinh nhan đầy đủ hết. Mua 6 triệu rồi anh em ơi, cộng cho Dung 2 triệu nhá. 8 triệu chiếc xe Hazate. Hazate đấy 2013, còn con nào không nhỉ? Đây ok, còn SH. SH mà đây, quay con này đi. SH 2022. Anh chị em nào đang muốn sở hữu những chiếc SH 2022 thì inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Con xe này là anh em đừng bỏ qua. Nói thật là nó cũng đỡ cho mình được so với đăng ký rất chi là nhiều đấy. Em quay gần nữa chị. Quay gần con này có hơn 5.000 km thôi. Đời 2022, đăng ký tháng 7 tháng 8 2022 đấy anh em ạ. 150 nha anh em nhé, 150 CBS của một đại gia đất tại Linh Đàm. Có quay video trực tiếp mua con này với giá là 96 triệu rồi anh em nhé. Đấy, con này biển số 29X57917. Em quay kỹ cho chị cái này. Mới mua về ngày hôm qua anh em là có xem live bên Hoàng Kiên ấy. Thì là bên mình là vừa hôm qua vừa có live trực tiếp mua của một chú đấy là 96 triệu rồi. Cộng cho anh em đây là 3 triệu nha anh em nhé. Bỏ ra cả 100 triệu, em nói thật với anh em là mua để có xe cho anh em mua thôi.
Vì thực ra là bỏ ra 100, gần 100 triệu cộng 3 triệu cho anh em là thực ra là cái thẩm định của bên xe máy Hoàng Kiên là quá chuẩn rồi. Nên là cộng 3 triệu nó bỏ ra cả 100 triệu và cộng 3 triệu quá xứng đáng đúng không anh em? Đấy, một chiếc SH đời 2022 chạy hơn 5.000 cây, mua 96 triệu cộng với bạn cộng 3 triệu nha anh em nhé. Đấy, anh chị em nào muốn mua những chiếc xe này, inbox trực tiếp cho bên mình, đăng ký vào tháng 7 hay tháng 8 gì đấy. Năm 2022 cũng mới đi thôi, chạy hơn 5.000 cây thôi. Thực ra những cái dòng xe này anh em không phải lo đâu anh em ạ. Những cái dòng xe này nó thật là chẳng có gì phải chê cả. Con này thì cam kết với anh em là không có lỗi, cam kết không có lỗi nhé mọi người nhé. Đấy, anh chị em nào đang muốn mua chiếc xe này, inbox trực tiếp với xe máy Hồng Kiên, 99 triệu, mua 96 triệu rồi anh em inbox trực tiếp cộng 3 triệu thôi. Ok, tiếp theo là một chiếc xe SH đời 2012 mà 150, quay cho chị một vòng đi. Màu nâu nhá anh em nhá. Đời 2012, 150 CBS. Con này tóm lại là nó là 150, đời này chưa có C, chưa có A. Biển 29L130421. Con này giá cũng hợp tình hợp lý thôi anh em ạ. Con này bên mình đang bán ra với giá là 51 triệu cho anh em nhá. Nhưng mà là 150. Đấy, em quay cho chị một vòng đi. Máy móc xem nào. Máy bên xe máy Hoàng Kiên nó đã là kiểm tra kiểm định chất lượng rồi thì anh em cứ yên tâm. Đã kiểm tra về chất lượng thì anh em cứ yên tâm, một điều là về riêng về chất lượng bên xe máy Hoàng Kiên cam kết với anh chị em là vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ nhá mọi người nhá. 150 đời 2012. Con này bên mình đang bán ra với giá là 51 triệu nha anh chị em nhá. Đấy, không quên những chiếc xe Dream SH 350 bên mình là có đủ nha anh chị em nhé. Anh chị em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe đẹp, inbox trực tiếp cho bên mình xe máy Hồng Kiên. Ở đây lại còn like tiếp xe này. Xe này mua bao tiền em, cộng bao nhiêu tiền đây để chị cộng luôn. Ok anh em ơi, một chiếc Liberty màu IE nha anh em nhé. Con này là màu nâu. Đây em quay cho chị xin một vòng đi. Ôi cho chị xin cái mượn cái. Con này đăng ký 2013 nha anh em nhé. IE Liberty IE. Đâu rồi Toán ơi, cho chị mượn cái đăng ký cái em quay đi, quay cho chị một vòng đi, một vòng chiếc xe này đi. Xe đăng giá ni lông nha anh em nhá. Liberty IE đời 2013, con này là biển 28. Biển 28H108258. Đấy, anh em nào đang muốn sở hữu những chiếc xe như thế này. Giá hợp tình hợp lý thôi Toán ơi. Toán ơi. Mua 10 triệu 500 rồi anh em nhá. Nhưng mà chị mượn cái đăng ký. À quên, chị mượn cái chìa khóa. Mua 10 triệu 500 rồi. Em quay vào đây, đang mưa anh em ạ. Trời, mùa thu Hà Nội đang mưa rất to. Đấy, bắt đầu rung like xong bắt đầu là nó mưa. Một chiếc Liberty đời 2013 nha anh em nhá, IE. Mà mua 10 triệu 500 rồi. Con này anh em cộng cho mình 2 triệu nha anh em nhá. Quay đây chị. Anh em cộng trên này cho mình là 2 triệu nhá. Liberty 2013 IE màu gì? Gọi là màu gì quên mất rồi. Màu nâu, màu đồng, xin lỗi anh em, màu đồng nha anh em nhé, 2013 đấy, anh em chị nào đang muốn mua thì cộng của mình 2 triệu thôi, mua 10 triệu 500 rồi, chủ đang trong nhà viết giấy, mua 10 triệu 500 rồi, anh chị em nào muốn sở hữu những chiếc xe vừa tiền, cứ inbox trực tiếp cho bên mình, con này quay rồi. Ok, có rất nhiều những cái dòng xe bên xe máy Hoàng Kiên vừa về, hiện tại đang để tại ở đây thì không quay được thôi, tại vì nó đang trời đang rất mưa to. Ngày chủ nhật chúc tất cả anh chị em luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tràn ngập yêu thương. Xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em nhé. Bye bye mọi người.